điện về nào. Quách như sao? Duy nhất Mocha, gọi miễn phí cô nào ra ngoài mạng di động thông thường. Em chào đại ca. Em ơi, cho anh 2 chai nước ngọt. Cho anh 2 cốc nhân trần. 2 cốc lọc đá. Cho 1 cốc lọc đá thôi. Con nhà Linh tính nhà quan. À đói. Anh em cùng uống 1 cốc cho thấm tình huynh đệ. À, uống trước nha. Đá tan ra uống nốt. Anh ơi. Nào. Tình hình bây giờ là căng lắm rồi anh ạ. Thọ vẩu tìm anh em mình cả tháng nay rồi. Mà tiền lãi bây giờ nó đội lên gần bằng tiền gốc rồi anh xem thế nào giải quyết đi. Tao biết rồi. Từ từ tao tính. Nhưng mà anh từ từ cả tháng nay rồi gì nữa. Mà thọ vẩu nó rình anh em mấy ngày hôm nay rồi. Nó mà bắt được ấy thì anh em mình no đòn đấy. Biết rồi. Tao tìm hiểu. Bây giờ anh em phải lên level này. Nâng cấp. Không đi trộm nữa. Bây anh em mình cướp. Cướp? Anh ấy cướp à? Nhưng mà anh em mình chỉ trộm đôi. Chứ cướp thì nặng tội lắm anh ạ. Thế này mày thích ăn ngon hay mày thích ăn đòn? Ăn ngon. Liều mới ăn nhiều. Nghe tao nói này, tao tìm hiểu rồi. Bây giờ đang có cái bọn xe dịch vụ ấy. Cái bọn ơ bu ấy. Đấy tao tìm hiểu rõ rồi. Bây anh em gọi nó đi. Bảo nó chở lên chỗ ở phòng. Chói nó. Rồi cướp. Chơi không? Không. Ủa, anh đến điểm đấy rồi mà như đây ngóc cụt lần có nhà nào đâu anh. Đúng rồi, bọn tôi chỉ cần đến đây thôi. Anh em thì không phải. Anh đến đây làm gì à? Sao phải hỏi nhiều ấy, để cướp. Đã bảo liều mới ăn nhiều. Đi thôi anh ơi. Đi rồi. Đi rồi. Lái đây. Ôi anh ơi, em có biết lái đâu. Thế ai lái? Anh lái. Sao biết lái đâu? Thế hai thằng không biết lái đến đây kiểu gì? Nó lái. Tao biết lái. Cái này tao chơi trò chơi điện tử rồi. Lái dễ lắm. Anh đi mồm. Bố mày lái nhờ. Từ từ anh chơi trò gì đấy? Ô tô đụng. Đánh ga là nó chạy mà. Sao nhấn ga mà nó không đi nhỉ? Này sao nhấn ga nó không đi nhỉ? Mày nói tiếng người đấy. Ý mẹ bồ mày. Thử lại. Sao nó không đi? Em làm sao em biết được rồi? Thế mày lại đi. Em không lại được. Anh lại đi. Sao không lại được? Thế ai lại? Đẩy xe về. À, anh ơi. Đẩy làm sao được ạ? Cách Hà Nội mấy chục cây số làm sao anh đẩy được? Bỏ xe lại đây đi bộ về. Anh ơi không được đâu. Làm thế nào bây giờ? Đó là mày lên lại đi. Em. Dạ có. Mua không? Ngồi nhìn đấy. Có anh. Dưa thế nào? Dưa ngon. Dưa ngon lắm. Có ngọt không anh? Dưa ngọt lị. Siêu ngọt. Mỏng vỏ đấy ạ. Anh nhìn thấy biết mỏng hay không? Quá mỏng luôn. Nhiều nước không anh ơi? Dưa nào mà chả nhiều nước cả thằng này? Không, đập đấy. Dạ có à. Mẹ em dặn là đi mua dưa thì phải đập. Đập thì mới biết là nó ngon hay không ạ. Mày mua được nát ra quả dưa tao như thế hả? Quả này em thấy nó không được đặc dụng lắm. Anh thấy quả này nào hay để em đập nước. Thằng điên là mày. Mày có tin được tao đập nát sọ mày đâu. Coi xem có đặc ruột trong đầu không hả? Thằng kia.
yêu em. Anh nói thật không? Anh nói thật mà, anh yêu Tuyết. Sao bây giờ anh mới nói? Em chờ lâu lắm rồi. Đây, anh đã chuẩn bị sẵn một cái khóa tình yêu. Em nhìn đi, T, trái tim T, tượng trưng cho Thọ và Tuyết. Anh sẽ bấm nó vào. Em nhìn nhá, rút chìa khóa ra. Em cầm lấy. Chiếc khóa đã khóa chặt, tượng trưng cho trái tim của anh đã bị em khóa chặt rồi. Tuyết, anh yêu em. Em yêu anh. Tuyết. Em, đi vào nhà nhá. Đi. Sao sẽ có khi ta quay về? Các đệ có tin là chỉ cần 3 giây huynh ta sẽ xin được số điện thoại bé gái kia không? Chờ xem nhé. Chào em. Anh không biết là cái điện thoại của anh để anh làm mất ở đâu rồi ấy. Em có thể cho em phần điện thoại gọi vào số của anh để anh tìm điện thoại của anh được không? Ôi giời ơi, đây nhìn thầy hoạt động đi nhá các con nhá. Giời. Chào chị ạ, em là nhân viên của hãng mỹ phẩm Mô Cha Cha. Chị là một trong 1.000 khách hàng may mắn ngẫu nhiên trúng giải thưởng lần này của công ty em. Vâng, chị có thể cho em xin họ tên và số để em có thể lưu vào hồ sơ không ạ? Chị tên là gì ạ? Em ơi. Là gì? Oh no. Em. Sao? Cho anh xin số điện thoại rồi. Nói nào, xe anh vừa mua hỏng sao được? Xe hỏng rồi. Nó hỏng cái gì? Hỏng bộ chế hòa khí. Em biết gì về bộ chế hòa khí nào? Sao lại không biết? Nước vào bộ chế hòa khí rồi kiểu gì xe cũng hỏng. Em nói đùa anh.